Với cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 28 tháng 4 năm 2020. Và quay trở lại với màn ảnh nhỏ hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế trường kỷ chất liệu gỗ lim. Đây là đơn đặt hàng của bá Đoàn ở tại Yên Lập, Phú Thọ. Và hôm nay thì chúng tôi vừa xong phần mộc rồi. Và chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện full lót để đánh giáp. Thì trước mặt quý vị đây là bộ ghế lim đây. Hàng chọn gỗ tròn vân cực kỳ đặc sắc đây. Quý vị có thấy phần mặt ghế đây, vân veo cực kỳ đẳng cấp của chúng tôi. Bộ này thì chiếc ghế này dài này có kích thước là 2m05 là phủ bì, còn diện tích sử dụng là 1m90 và sâu là 47. Đấy, phần vách chúng tôi là đục chạm tứ quý tùng trúc cúc mai, hoa nở bốn mùa, cũng như là điểm giữa là sen cò. Đó, toàn bộ phần vân gỗ quý vị có thể thấy được vân gỗ rất là đẹp, vân gỗ lim. Bộ này là bộ chọn vân của chúng tôi. Đó, về chất liệu gỗ lim thì quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, cũng như là cái giá thành của bộ lim này thì rất là hợp lý này. Những phần về mộng mạ như là hàng ngang ấy của chúng tôi thì là được những người thợ làm rất là cẩn thận, như là sắc nét. Đây quý vị thấy đây, chiếc ghế thứ hai đây, vân như sóng biển luôn, vân đẹp như vân vẽ luôn. Đó, đục chạm rất là sắc nét, rất là sắc nét. Đây, quý vị thấy được những cái phần mộng của chúng tôi đây, những người thợ chúng tôi đây, người thợ rất là nhiều năm kinh nghiệm làm này, rất là khít và bén nhá. Phần yếm là chúng tôi là đục ngũ phúc, đục triện, yếm là đục triện. Còn về phần tíu này thì có kích thước là 1m05 và bề ngang là 45. Ván mặt trên mặt bàn là ván mặt liền một tấm. Đó, ván liền một tấm thưa quý vị. Vân gỗ nổi lên rất là đẹp. Tôi sẽ quay thêm một góc máy khác để cho quý vị có thể xem và hình dung được bộ bàn ghế khi kê vào phòng khách của nhà mình. Còn ngoài ra, quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 510 806. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra thì quý vị có thể xem thêm và tham khảo nhiều sản phẩm khác tại website đồ gỗ tùng 8.com. Quý vị yêu mến thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để có thể theo dõi được những video clip mới nhất về những sản phẩm của chúng tôi. Đây là toàn cảnh cái phần cơ sở sản xuất chúng tôi đây, rất là nhiều hàng hóa còn bề bộn phía bên trong này. Ok mọi người nhé, hẹn gặp lại trong những video clip khác. Hôm nay là buổi chiều của ngày 28 tháng 4 năm 2020, và đây là bộ ghế của bá Đoàn ở tại Yên Lập, Phú Thọ. Xin chào mọi người.